Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cắt ghép ngoại cảnh kiến trúc. Các bạn vào phần File Open lên. Và chọn cho tôi những file sau. Các bạn có thể kéo cái vị trí này cho nó rộng này. Thứ nhất là cái file nhà tôi. Hai là file bầu trời. Thứ ba là file em bé. Các bạn open hết lên. Ở ba tab khác nhau. Đầu tiên các bạn bấm vào cái file này. Chúng ta có thể kéo thả sao cho nó hợp lý thì thôi. Ở đây các bạn thấy rằng đằng sau đang thiếu cái bầu trời. Để ghép bầu trời này vào, chúng ta làm như sau. Các bạn vào phần style này. Các bạn cầm bầu trời này, kéo qua, chặt cực trái, kéo lên. Khi nào thấy biểu tượng này thì kéo xuống, thả. Bầu trời đang rất là rộng, nó sẽ chiếm hết các phần ảnh chúng ta. Các bạn nhấn phím Antelast trên bàn phím và lăn cái bánh xe lên con chuột này, thu nhỏ lại. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl T, giữ phím Shift Antelast, thu gọn lại. Các bạn có thể di chuyển vào đây. Và Enter kết thúc lệnh. Các bạn lại nhấn Antelast phóng lên. Các bạn thấy ngay rằng cái bầu trời chúng ta đang ở trước ngôi nhà. Điều này là sai, chúng ta cần phải đưa về sau. Các bạn bấm vào biểu tượng layer này. Còn nếu bạn không bấm được cái biểu tượng này, các bạn vào phần Window. Bấm F7, bật bảng layer lên. Thì như nguyên lý tôi đã nói, các tờ giấy ở bên trên nó sẽ che tờ giấy bên dưới. Vì vậy chúng ta sẽ cầm cái layer này, giữ chặt chuột trái, kéo xuống và thả ra. Bầu trời đã ở đằng sau. Chúng ta chọn cái bầu trời này. Nhấn Ctrl T. Nhấp chuột trái vào góc. Giữ phím Shift cộng phím Antelast, kéo chuột trái ra. Và chúng ta đã ghép bầu trời vào rồi này. Các bạn có thể đưa lên hay đưa xuống. Giả sử tôi đưa bầu trời này cao lên. Tôi đồng ý phương án này. Tôi nhấn phím Enter trên bàn phím. Vậy là chúng ta đã cùng nhau ghép vào cái bầu trời rồi. Bây giờ ví dụ các bạn muốn đổi màu sắc cho bầu trời này, các bạn làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng này. Chọn cái phần Brightness Contrast, độ sáng của tương phản, bấm vào. Các bạn kéo phần sáng cho nó sáng. Thì bầu trời chúng ta sáng này. Còn nó kéo bên này nó tối đi. Tôi có thể kéo cho nó sáng lên một chút, cho nó hợp với khung cảnh này, cho nó chói chút nó thật hơn. Nếu các bạn không biết làm kiểu gì, các bạn hãy nhấn phím Auto để tự động làm. Nó tự động chỉnh sửa màu sắc bầu trời này. Sau khi Auto xong, tôi thấy rằng nó hơi tối chẳng hạn. Thì tôi không dùng Auto nữa. Còn là tôi tiếp tục chọn phần Brightness Contrast này, tôi kéo lên. Nó sáng hơn nữa. Nếu tôi thấy sáng này ổn áp rồi, tôi đồng ý và thu nhỏ thanh này lại. Chúng ta có đầy đủ cảnh vật bầu trời, nhưng vẫn thiếu sự sinh động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép người vào để cho cảnh sinh động hơn. Thì ở đây có hình em bé. Các bạn nhấn chặt chuột, chọn hình em bé này, quăng qua này. Nếu mà quăng qua các bạn không thấy, thì chúng ta vào phần Window, bật layer lên. Bởi vì nó đang ở dưới cái hình ngôi nhà này, chúng ta kéo cái này xuống dưới này. Nó bên dưới, chúng ta bị cái ngôi nhà che. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn chặt chuột trái, kéo đẩy lên trên. Khi nào mà thấy cái hiện cái dòng này, bên này các bạn này, đó, các bạn bỏ tay ra. Em bé lên trên này. Em bé quá lớn so với ngôi nhà, các bạn nhấn phím Ctrl T. Giữ phím Shift cộng phím Antelast, bấm chặt chuột góc trái này, kéo xuống. Và xếp vào vị trí nào đó mà các bạn ưng ý. Nếu như thế này thì quá lớn, chúng ta tiếp tục Ctrl T. Giữ chặt hai phím và bắt đầu nhỏ lại. Các bạn có thể cho vào trong nhà, còn tôi sẽ để bên ngoài này. Như thế này thì quá nhỏ, nhấn phím Shift lớn lên. Vậy là được rồi phải không các bạn? Cảnh chúng ta trông sinh động hơn rất nhiều. Các bạn có thể đảo vị trí, đặt ở vị trí nào đó, ví dụ ngoài này hay gần đây. Tôi sẽ để ở vị trí gần. Vậy là ok, với những thao tác đơn giản chúng ta đã cắt ghép được bầu trời và ghép thêm người rất sinh động trong cảnh chúng ta. Còn bây giờ nếu muốn chỉnh màu sắc tổng thể, các bạn nhấn phím F7 hoặc vào Window, bật bảng layer lên. Đứng ở layer trên cùng này. Các bạn bấm vào biểu tượng này. Hoặc nếu không thấy biểu tượng này, các bạn vào Window, chọn Adjustment. À. Và bấm vào biểu tượng Brightness Contrast, độ sáng của độ tương phản. Sau đó các bạn kéo độ sáng cao lên, nó sẽ kéo đều lên. Hoặc giảm đi. Tôi thấy rằng mình giảm đi một chút thì cảnh nó thật hơn. Tôi sẽ để mặc định như thế này. Và đóng lại. Công việc chúng ta bây giờ rất đơn giản. Các bạn vào phần File. CSS. Lưu trong một đôi JPEG. Chúng ta cùng lưu tấm ảnh. Tấm ảnh này các bạn có thể cầm đi in. Và nộp đồ án.
và bấm Save. Nên chọn cấp độ cao nhất để nó nén ảnh vừa phải thôi và chất lượng ảnh chúng ta vẫn được đảm bảo. Ok, và kết thúc bài học tại đây.